Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận một token USS. Một token này của khoảng 5 đô các bạn. Để tham gia chương trình này góp, các bạn click phần link mô tả mở Telegram các bạn start chatbot các bạn. Chương trình này có thể gọi các bạn join kênh group các bạn. Chương trình này có thể rút được token được sau khi nó trong chương trình bán hàng hết chương trình phi sale các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại, các bạn bấm chat. Rồi các bạn bấm continue các bạn. What comment. Rồi nhiệm vụ thì cũng như thường lệ thôi các bạn. Trên làm trong Telegram với con trader thôi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nè, join gọi phòng. Rồi nhiệm vụ là các bạn join tiếp kênh thứ hai nè, kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Các bạn join tiếp kênh thứ ba nha các bạn. Con này nó cũng nằm trong nguồn ngay góp này cũng khá là uy tín đó các bạn. Rồi mà mới đáp lại các bạn. Rồi theo world thì các bạn follow và tiếp tăng 3 người bạn các bạn. Các bạn mới nhập vào đây nè. Rồi các bạn chờ chỉnh đến trang tweet mình chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Like bài đã game các bạn. Like nè. Rồi tweet các bạn tăng lại 3 người bạn các bạn. A cộng Minh 1, A cộng 2, A cộng 3. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up trở về cũng bắt Telegram mình lại nha tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow sàn Uniwit nè. Tất cả này đã list sàn Uniwit thì mình cũng chưa có chạy cái sàn này bao giờ nha các bạn, nhưng khi nào tôi cần về mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn cũng like và tôi quyết lên nha các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lại đi. Rồi các bạn cũng mở cùng Telegram tiếp tục, các bạn cũng vào đây các bạn follow theo world nữa các bạn. Rồi các bạn đã theo dõi rồi thì các bạn cũng like thôi các bạn, thôi tôi quyết cũng được, nó không yêu cầu rồi bạn mới đáp lại. Rồi các bạn bấm vào một ai rớt. Rồi các bạn mở địa chỉ TRX nha bạn. Con này mà sao mà nó đi sang này mà chạy trên tán TC 20 quá. Rồi các bạn dùng địa chỉ cho link nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ cho link bờ gồ ra các bạn. Các bạn copy địa chỉ TRX của mình. Rồi các bạn bấm vào nút reset nè. Các bạn copy địa chỉ TRX nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn mở bot ra các bạn. Các bạn bắt. Các bạn dán vào đây các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot các bạn. Rồi các bạn điền username theo world các bạn. Enter theo world username @MMO. Các bạn mở trang tweet của mình ra, các bạn copy địa chỉ username của mình các bạn. Để cho cá nhân của mình là các bạn gặp. Rồi tiếp tục username Telegram nha các bạn. Các bạn vào ba chỗ gạch vào cài đặt. Thì các bạn sẽ gặp username Telegram của tất cả các bạn. Các bạn tự đặt username Telegram của mình các bạn. Rồi các bạn sẽ bấm vào balance để check số cần kiếm được các bạn. Rồi mình đã nhận được du heo tuốt này đó. Sao mà nhận tuốt? Sau đó nó nhận nhận token USS nè các bạn, khoảng 5 đô. Các bạn bấm vào cái form lấy tiền ghép sẽ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi withdraw. Con này withdraw trong khi chương trình này nó sẽ bán token, bán trong chương trình bán hàng phi sale này kết thúc thì nó sẽ cho rút token này các bạn. Vậy video này kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.